Mitsubishi Motors Việt Nam mang trong mình tinh thần của một công ty toàn cầu với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm. Mitsubishi Motors Việt Nam không ngừng nỗ lực mở rộng hệ thống phân phối với những diện thương hiệu mới và nâng tầm phong cách phục vụ. Làm mới danh mục sản phẩm với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Chào quý vị và các bạn, tại triển lãm Việt Nam Motor Show 2019, gian hàng của hãng Mitsubishi Motor Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng. Và trong năm nay, hãng xe Nhật Bản này đã có sự tăng trưởng ngoạn mục về thị phần tại Việt Nam. Phải nói rằng, trong 9 tháng vừa qua, Mitsubishi Motor Việt Nam đã có mức tăng trưởng rất lớn tới 266% và doanh số bán hàng đã đạt tới con số 19.500 chiếc xe. Đạt được thành công ấn tượng như vậy là có sự đóng góp của mẫu Mitsubishi Xpander, và đặc biệt năm 2019 này cũng là năm mà Mitsubishi Motor Việt Nam kỷ niệm 25 năm ngày bước chân vào Việt Nam. Và ngay sau lưng tôi tại vị trí Verdes kia là mẫu xe concept, một mẫu xe đặc biệt đang được gian hàng giới thiệu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vị trí mà tôi đang đứng hiện nay là vị trí Verdes của gian hàng Mitsubishi Motor Việt Nam. Và đây là mẫu concept Mitsubishi GT PHEV. Đây là mẫu chạy động cơ điện kết hợp với xăng, có hệ thống cắm sạc plug-in hybrid. Và đây là một chiếc xe điển hình cho phong cách thiết kế của đại gia đình Mitsubishi là phong cách Dynamic Trail. Chiếc xe này cũng có cụm đèn full LED. Và được biết, những cái thiết kế hiện đại này sẽ được áp dụng cho mẫu xe Outlander thế hệ mới trong tương lai. Và phải nói rằng là Mitsubishi Motor Việt Nam cũng đang hướng tới những chiếc xe có động cơ thân thiện với môi trường, thiết kế hiện đại và tối ưu cho di chuyển trong tương lai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh mẫu concept nổi bật của gian hàng Mitsubishi Motor Việt Nam thì sau lưng tôi là một mẫu hết sức quen thuộc với khách hàng người Việt, đó là mẫu Mitsubishi Triton, một mẫu bán tải khá là hot trên thị trường hiện nay. Và chúng ta có thể nhìn thấy trên thân xe đang được dán tem của đội đua Racing AK. Xin giới thiệu thêm, đội AK là một đội đua đầu tiên đến từ Việt Nam đã tham gia chặng đua khắc nghiệt nhất châu Á, đó là chặng đua Asia Cross Country Rally 2019 đã diễn ra tại Thái Lan và Myanmar vào tháng 8 năm 2019 vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh hai mẫu xe mà tôi vừa giới thiệu tại gian hàng Mitsubishi Motor Việt Nam thì chúng ta cũng nhìn thấy tại đây những mẫu xe hết sức quen thuộc, nhưng là những mẫu xe đã được nâng cấp phiên bản đặc biệt, đó là mẫu Xpander. Phía đằng kia một mẫu xe màu đen là mẫu Pajero Sport, và phía đằng xa mẫu xe màu đỏ là mẫu xe Outlander phiên bản đặc biệt. Và một đặc điểm chung của ba mẫu xe này là đều được trang bị một hệ thống loa cao cấp Rockford Forest mang tới chất lượng âm thanh đỉnh cao. Và tất nhiên là ba phiên bản đặc biệt này đều đã được nâng cấp về mặt ngoại hình rất là mới mẻ. Mẫu Pajero Sport phiên bản đặc biệt này là mẫu xe được nâng cấp từ mẫu Pajero Sport, một cầu xăng premium được gắn thêm các tấm ốp bảo vệ cản trước và sau, bảo vệ vòm bánh xe, che cửa sổ, cánh gió cố định và ốp hông. Những chi tiết này đã góp phần tạo vẻ thể thao và mạnh mẽ hơn cho chiếc SUV đa dạng này. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, cùng với sự nâng cấp về chất lượng âm thanh và ngoại thất thì chiếc xe Pajero Sport phiên bản đặc biệt này đang có chính sách khuyến mại hết sức hấp dẫn. Giá xe được giảm 10 triệu đồng và hiện nay giá chỉ còn là 1 tỷ 150 triệu đồng. Và đối với chiếc Mitsubishi Outlander phiên bản đặc biệt, nâng cấp lần này áp dụng cho hai phiên bản 2.0 CVT Premium và 2.4 CVT Premium có giá bán lần lượt là 939 triệu đồng và 1 tỷ 079 triệu đồng. Sự thay đổi về ngoại thất tập trung ở các chi tiết mới được sơn đen như vành đúc, ốp cản trước sau, lưới tản nhiệt và ốp hông. Cùng trong nhóm 3 mẫu xe phiên bản đặc biệt của gian hàng Mitsubishi Motor Việt Nam là mẫu Mitsubishi Xpander. Đây là mẫu MPV đã được ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái với mức giá là 650 triệu đồng.
Và mới mức giá này thì Xpander không hề tăng giá, nhưng phiên bản này lại là phiên bản nâng cấp, bổ sung thêm nhiều phụ kiện và khiến cho chiếc xe này trở nên là một chiếc xe MPV hấp dẫn nhất thị trường hiện nay. Và nếu quan sát từ xa hay đến gần, chắc hẳn nhiều bạn sẽ đồng tình với tôi, đây là một chiếc xe có thiết kế đẹp và hiện đại. Thiết kế Dynamic Trail thể hiện ở cụm đầu xe hình chữ X lớn với các thanh chắn tản nhiệt ghép thành tấm kiên vững chãi. Những đường gân khắc chìm nổi ở thân xe và hốc bánh làm triệt tiêu sự mềm mại, bắt suy nghĩ của người nhìn hướng tới vẻ khỏe khoắn. Và như bạn thấy đấy, phải nói rằng hãng Mitsubishi Motor Việt Nam rất là khéo chiều lòng khách Việt khi đối với một chiếc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ như vậy. Nhưng khi chúng ta nhìn bốn góc thì thấy hình dáng của chiếc xe khá là lớn và bề thế. Và ngay cả cái bộ mâm 16 inch như vậy cũng cho một cái cảm giác hết sức là đẹp mắt và hết sức là tương xứng với ngoại thất khá là lớn của chiếc xe. Và chúng ta thử bước vào phía bên trong xe. Ở đằng sau xe thì có thể nhìn thấy là nội thất của chiếc xe này đang được đánh giá là chưa tương xứng lắm với ngoại thất của chiếc xe. Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy rằng là ghế xe thì mọc nỉ, lớp ốp quanh xe chỉ là nhựa giả chỉ thêu. Tuy nhiên toàn bộ không gian bên trong xe lại khá hài hòa, thậm chí là dễ thuyết phục người lần đầu tiên tiếp xúc thay đổi thái độ khi bắt đầu sử dụng xe trong một thời gian ngắn. Đó là nhờ triết lý Omotenashi, biến không gian trong xe đơn giản mà linh hoạt, phục vụ đủ mục đích. Chúng ta có thể thấy là các hàng ghế ở phía sau có thể gập lại hết sức là dễ dàng, tạo ra một sàn phẳng để đồ và góc gập ghế thì cũng hết sức là thoải mái cho người ngồi. Và chúng ta có thể thấy là ở hai hàng ghế sau này có thể gấp lại và tạo ra một sàn phẳng đầy đủ hết sức là tiện ích. Vâng, và rõ ràng là tiện ích này hết sức phù hợp với các gia đình khi mà đi đường xa. Và góc ngả ghế ở hàng ghế thứ hai này cũng hết sức là thoải mái cho người ngồi. Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe vẫn giữ trang bị tiện nghi là động cơ hộp số tự động cũ. Và như chúng ta cũng thấy là vô lăng của chiếc xe này kết hợp với phím bấm rất là tiện ích, cũng như là hệ thống đàm thoại không dây có tính năng cruise control, tính năng rảnh chân ga tự động, cũng như là chiếc xe có màn hình DVD. Và được biết là theo giới thiệu của nhà sản xuất thì đây là chiếc xe có hệ thống camera lùi. Tuy nhiên, ở phiên bản đặc biệt Mitsubishi Xpander này, một cụm từ mà chúng ta thường được nhắc tới đó là hệ thống loa cao cấp Rockford Fosgate. Đây là một hệ thống loa thương hiệu hàng đầu về hệ thống âm thanh ô tô. Ở phiên bản đặc biệt này, người dùng sẽ được thưởng thức âm thanh đẳng cấp từ việc bố trí hệ thống âm ly công suất 260W đến 300W, loa siêu trầm công suất 140W cùng với các loa âm cao, loa âm trung, loa đồng trục trên xe sẽ giúp gia tăng công suất, mang đến cho người nghe những cảm nhận hết sức là thú vị với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vâng, và theo như giới thiệu của hãng Mitsubishi Motor Việt Nam thì với việc nâng cấp âm thanh như vậy thì phiên bản đặc biệt Xpander sẽ được nâng cấp về công suất âm thanh lên tới 15% so với phiên bản cũ. Thưa quý vị và các bạn, tôi vừa mới giới thiệu với các bạn những điểm đặc biệt nổi bật nhất bên trong của mẫu xe Xpander này. Vậy thì động cơ của chiếc xe thì sao? Chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp. Thưa quý vị và các bạn, đây là một chiếc xe có dung tích động cơ là 1.5 lít 4 xi lanh, sản sinh công suất 103 mã lực. Và chiếc xe này có sử dụng hộp số tự động 4 cấp. Sức mạnh này được cho là vừa đủ với một mẫu MPV cỡ nhỏ nặng hơn 1,2 tấn, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, và thưa quý vị, mặc dù đây là một chiếc xe MPV có giá rẻ nhất phân khúc, nhưng chiếc xe ở bản đặc biệt này đã được trang bị rất là đầy đủ các trang bị an toàn như phanh ABS, cân bằng điện tử hay khởi hành ngang dốc, và điều này chắc chắn sẽ đem lại
về mẫu xe Xpander này. Thưa ông, tôi có thể cần ông một chút được không ạ? Vâng, mời ông ra đây ạ. Chúng tôi đang thực hiện một chương trình đánh giá gian hàng xe Mitsubishi Moto Việt Nam. Tôi nhìn thấy ông rất là say sưa tìm hiểu về mẫu xe này. Ông có thể cho biết là cảm nhận của ông về chiếc xe này sau khi ông tìm hiểu được không ạ? Cảm nhận của tôi về chiếc xe này thì tôi thấy chiếc xe này so với lại cái thị trường Việt Nam bây giờ thì tôi thấy đánh giá bản thân tôi thì khả năng phù hợp với cái thị trường Việt Nam với cái trang thiết bị ở bên trong nhưng mà kiểu dáng của xe phù hợp với cái thị hiếu của người dân Việt Nam chúng ta vào cái thời điểm này. Và chiếc xe này là một mẫu đang được bán chạy nhất thị trường ở phân khúc MPV với mức giá là 650 triệu đồng. Ông có đánh giá như thế nào về cái mức giá như vậy? Tôi đánh giá 650 triệu đồng thì tôi nghĩ rằng là người dân Việt Nam mà có thu nhập từ trung bình khá trở lên đều có thể sở hữu chiếc xe này cho gia đình của mình. Vâng, xin ông có thể giới thiệu với chương trình đánh giá xe của Xe Việt Nam Net về bản thân của mình được không ạ? Tôi tên là Trịnh Quốc Hoàn, tôi đang sống ở Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi được đến đây dự lễ khai mạc của triển lãm xe ô tô Việt Nam năm 2019. Vâng, vui mừng phấn khởi được tham gia cái triển lãm này. Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng trong phân khúc xe đa dụng MPV thì đang diễn ra một cuộc đua chủ yếu là xoay quanh về giá. Và đối với những chiếc xe đạt doanh số tốt như Xpander này thì thường có giá dưới mức là 700 triệu đồng. Và với một mẫu xe Mitsubishi Moto Việt Nam đã nâng cấp như vậy nhưng giá không hề thay đổi thì rõ ràng là điều đó sẽ giúp cho Xpander sẽ tiếp tục chiếm ngôi vương trong lòng người tiêu dùng và khiến cho người tiêu dùng Việt Nam khó lòng có thể bỏ qua. Và được biết là năm 2020, chiếc xe Mitsubishi Xpander này sẽ được chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp tại Việt Nam.